Nhậm Gia Lân chứng minh thực lực dù đã kết hôn nhưng vẫn có thể bạo hồng. Đối với nghệ sĩ, để được nổi tiếng là một quá trình lâu dài, có may mắn cũng cần phải có thực lực. Nhưng khi họ đã trở nên nổi tiếng thì tránh và giữ bí mật nhất là chuyện kết hôn. Nhậm Gia Luân chính là một điển hình, dù có bạo hồng vẫn thẳng thắn thông báo tin kết hôn. Để thông báo một tin đã kết hôn với công chúng và đặc biệt nhất, chính là fan hâm mộ của mình, thì nghệ sĩ chắc chắn sẽ biết được mức độ ảnh hưởng, không ít đến nhiệt độ, đại ngôn và có thể sẽ bị fan quay lưng rất nhiều. Nhậm Gia Luân đã phải đối mặt với những vấn đề đó khá nghiêm trọng, nhưng vì đều có năng lực trong diễn xuất nên khán giả cũng công nhận và ủng hộ. Về Nhậm Gia Luân, khi ấy có bộ phim Đại Đường Vinh Diệu, phải nói nhờ vai diễn Lý Thục, Quảng Bình Vương mà Nhậm Gia Luân thực sự bạo hồng trong một đêm. Khi đấy, con đường mà công ty muốn định sẵn cho Nhậm Gia Luân là tiểu sinh lưu lượng, tiểu thịt tươi mới, nhưng chỉ khoảng một thời gian ngắn, Nhậm Gia Luân lại tuyên bố mình đã lên chức ba. Nhiều cư dân mạng và fan đã rất sốc khi nghe được thông tin này do chính chủ Nhậm Gia Luân thông báo. Nhậm Gia Luân đã ngoài 31 tuổi, đã sớm có một đứa con. Nếu nói trong giới giải trí thì nam diễn viên ở độ tuổi có con quả thực còn rất sớm. Bởi vì rất nhiều nam nghệ sĩ vì sự nghiệp của bản thân, họ chọn con đường kết hôn trễ, nhưng đối với Nhậm Gia Luân lại gạt nổi tiếng ra sau để công khai chuyện đã lên chức làm ba. Khoảng thời gian đó, rất nhiều ý kiến nói Nhậm Gia Luân không kinh nghiệm, không xem trọng fan và chỉ biết lo cho bản thân. Nhưng họ lại không nghĩ đến, từ một diễn viên đang có bao nhiêu tài nguyên trong tay lại chấp nhận công khai chuyện vợ con, thì phải chứng minh được con người thực sự của Nhậm Gia Luân là một người rất có trách nhiệm và bản lĩnh. Khi bộ phim Cẩm Y Chi Hạ phát sóng, tất cả những thành kiến nghi ngờ cũng đều dần tan biến. Về diễn xuất cho đến tạo hình trong bộ phim, khán giả không hề có phản ứng gay gắt mà rất ủng hộ. Không chỉ với số liệu truyền thông trong bộ phim, kể cả dàn diễn viên chính vẫn có lượt tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt là Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận. Được xem là lưu lượng, đã liên tiếp đứng đầu chỉ số tìm kiếm vượt qua cả Trương Nhược Quân, Lý Hiện, Tiêu Chiến. Mức độ quan tâm của khán giả đối với Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận chỉ có tăng thêm chứ không có giảm. Điều đó chứng minh dù nghệ sĩ có kết hôn hay chưa kết hôn thì cũng phải xem lại thực lực của họ. Nhậm Gia Luân có thể không cần cái danh lưu lượng, nhưng sẽ dựa vào năng lực của bản thân để khiến khán giả công nhận và ủng hộ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!